À, vừa rồi bác thi cho bà ăn thì bà bắt đầu lên diêm cầm mắt muốn ngủ à, nhưng mà sau hơn nửa tiếng đồng hồ mình thấy bà vẫn chưa ngủ hẳn. Tại đây bây giờ mình quay một chút xíu nha, trước khi đi ra ngoài kia để đi lát đi lên Sài Gòn à, thì bà cũng đang lên diêm cầm mắt thì cái nọ đấy đó thì bà vẫn chưa ngủ hẳn à, thì vừa rồi bác thầy có nói đi lên Sài Gòn để đón con gái út thì có thể bà nghe thấy vậy thành ra bà không ngủ được thì bây giờ mình quay một chút xíu nó bắt đầu mình để cho bà được ngủ chút xíu là hai chục đó ha. Thì anh Quỳnh cho biết là hồi tối bà cũng làm nhảm cả đêm vậy thì hôm nay bây giờ bắt đầu mệt rồi thì không có nói nữa thì bây giờ mình tạm thời mình ngưng máy nha để cho bà nghỉ ngơi rồi lát nữa mấy tiếng đồng hồ thì con gái út sẽ về thăm bà. Ok. Vừa rồi mình có nói với bác thầy biết là cái cổ chẳng hạt nó không nên đeo cho bà tại vì nó vướng víu cho cổ bà mặc dù nó nhẹ đi nữa nhưng mà nó cũng vướng vít nó cũng tội cho những người mà bệnh này cái nọ thì bây giờ đâu cần gì khoe khoang nữa đâu, khoe mấy chục năm cũng đủ rồi, bây giờ chỉ cần sức khỏe là trên hết thôi. Thành ra cái gì đơn giản cho bà là tốt nhất. Ok rồi mình tạm thời mình qua chút xíu vậy nha để bà nghỉ ngơi có sức tối nay nói tiếp. Ok, bye bà con nha.